Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Truyền thuyết dân gian, tác quyền và thiếu hụt ngân sách. Ngày 17 tháng 11, blog Thiên Hà Luận trên VOA tiếng Việt có bài bình luận: Thế chẳng lẽ dùng tiếng Việt cũng phải trả tiền tác quyền? Tác giả cho biết tại hội nghị hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức để xin ý kiến về việc sửa luật di sản văn hóa, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hải, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng cần buộc người khai thác di sản văn hóa trả phí cho cộng đồng sở hữu di sản, điều mà theo ông Hải đã bị luật sở hữu trí tuệ bỏ sót. Hình ảnh bài trên blog Thiên Hà Luận VOA. Ông Hải nêu ví dụ phim Sơn Tinh Thủy Tinh dựa vào truyền thuyết phải có nghĩa vụ trả tiền tác quyền cho cơ quan đại diện chủ sở hữu là Cục Di sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Các đài truyền hình phát sóng những tiết mục hát xoan, một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, phải trả phí cho cộng đồng sở hữu di sản là người dân Phú Thọ. Tác giả nhận xét, cho dù Công ước Berne và luật pháp Việt Nam chỉ bảo hộ quyền tác giả trong vài chục năm, nhưng ông Hải cho rằng cộng đồng là tác giả của những di sản văn hóa phi vật thể, mà cộng đồng thì tồn tại vĩnh viễn, nên việc bảo hộ quyền công bố và quyền tài sản đối với di sản văn hóa phi vật thể không bị giới hạn về thời gian. Thành ra, khai thác truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh hay hát xoan thì phải trả phí cho nhà nước để tổ chức đại diện cộng đồng. Tác giả liệt kê bình luận của nhiều người về ý kiến của ông Hải, cụ thể, ông Phạm Hoàng Nhân, hiến kế: Tôi đề nghị buộc tất cả các bà, các mẹ, các dì, các chị nộp phí khi hát ru con, cháu, em vì đã sử dụng di sản văn hóa của dân tộc. Nộp cho ai và nộp bao nhiêu thì đề nghị Quốc hội xem xét. Hình ảnh, đề xuất phim Sơn Tinh Thủy Tinh phải trả tiền tác quyền. Quan Tăng thì bổ sung, nên buộc cả những người có tên trùng với tên người, địa danh, vật dụng là di sản văn hóa nộp tiền mãi danh luôn. Vĩ Đặng thì thẳng tưng, khùng hết rồi, ngáo đá hết rồi, tất cả cũng do tiền mà băng hoại hết. Nguyễn Thị Thanh Chung thì tán thưởng, ý tưởng đó rất hay, người thường không nghĩ ra được. Tác giả cũng dẫn bình luận trên Facebook của nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn cho biết, Sơn Tinh Thủy Tinh là một truyền thuyết dân gian thuộc loại hình tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian mà cả Công ước Berne lẫn luật sở hữu trí tuệ Việt Nam chừa ra không có thời gian bảo hộ. Người sử dụng không phải thông báo cho ai và không phải trả tiền bản quyền khi sử dụng. Ông Sơn thắc mắc, ông Hải dựa vào đâu để đưa ra cái ý kiến là nhà làm phim Sơn Tinh Thủy Tinh cần nộp phí tác quyền cho Cục Di sản Văn hóa và ai ủy quyền cho Cục Di sản Văn hóa đứng ra thu phí một tác phẩm văn hóa nghệ thuật dân gian thuộc sở hữu cộng đồng từ hàng ngàn năm qua. Hình ảnh status của nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn bình về phát ngôn của tiến sĩ Trần Văn Hải. Tác giả dẫn một số bình luận về vấn đề của ông Sơn nêu ra, chẳng hạn, Vĩnh Khánh Nguyễn Phước dự đoán viết và nói về Cuội và Hàng Nga cũng phải nộp tác quyền nha. Muốn leo lên cầu vòng, cầu Ô Thước cũng phải mua vé nha. Đặng Tiến còn cho rằng xài tiếng Việt sẽ phải trả phí tác quyền cho đại diện là viện gì đó. Lê Triều Quang giải thích lý do là đang ở cao trào thu, phạt, đòi tiền. Văn Hưng, hầu hết các phó giáo sư tiến sĩ cũng như ông Hải, chỉ có điều là các ông khôn hơn một tí khi ít nói hoặc không nói gì, còn ai lỡ nói thì đều không giấu được trình độ thật. Hu Hello thì mắng, Cục Di sản có phải con cháu của các cụ Sơn Tinh Thủy Tinh không mà đòi tiền, nhảm. Hoàng Phan Văn thì tin rằng đang thiếu tiền nên nhìn đâu cũng thấy phải thu. Văn Vũ thì tán thành, tư duy bị tiền đóng đinh hết rồi. Phạm Giao ngao ngán, giờ quan chức mở miệng ra là tiền, nhét chưa đầy thì chưa hài lòng. Tác giả bình luận chưa rõ Bộ Văn hóa có đồng cảm với Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Hải và Quốc hội có luật hóa đề nghị của ông hay không. Nhưng tại sao chỉ những người như ông Hải mới được có ý kiến về lập pháp, lập quy? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Truyền thuyết dân gian, tác quyền và thiếu hụt ngân sách. VinGroup vẫn sử dụng phép thắng lợi tinh thần trước thông tin bị khởi kiện tại Mỹ. Ngày 17 tháng 11, VOA tiếng Việt loan tin VinFast bị công ty khởi kiện hàng đầu của Mỹ điều tra. Theo đó, công ty luật Robbins Gallagher,
Một trong những công ty khởi kiện hàng đầu của Mỹ vừa công bố một cuộc điều tra về những vi phạm có thể xảy ra của hãng xe điện Việt Nam VinFast theo luật chứng khoán của Hoa Kỳ. VOA dẫn thông cáo của Robbins Geller cho biết cuộc điều tra sẽ tập trung vào việc liệu VinFast và một số giám đốc điều hành hàng đầu của công ty có đưa ra những tuyên bố sai trái hoặc gây hiểu lầm và hoặc không tiết lộ thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư hay không. Hãng luật của Mỹ kêu gọi công chúng nếu có thông tin có thể hỗ trợ cho cuộc điều tra hoặc là nhà đầu tư của VinFast bị thua lỗ và muốn tìm hiểu thêm về cuộc điều tra, hãy liên hệ với Robbins Geller. Hình ảnh bài trên VOA. Việc điều tra nhắm vào những tuyên bố sai trái và gây hiểu lầm của VinFast có lẽ không khó, bởi vì ai cũng biết lãnh đạo VinFast nói riêng và VinGroup nói chung cực kỳ huênh hoang và có một phép thắng lợi tinh thần siêu mạnh. Trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh họ đều hô hào toàn thắng, bất chấp thực tế đang bị tố xe kém chất lượng, bất chấp thực tế xe nằm kho chỉ có thể tự bán cho chính mình. Do đó, những phát biểu của họ rất trái ngược với thực tế. VOA cho biết, VinFast được niêm yết trên Nasdaq vào ngày 15 tháng 8 sau khi hoàn tất thương vụ sáp nhập với công ty mua lại với mục đích đặc biệt hay còn gọi là công ty sét trắng SPAC, Black Spade. Nhà sản xuất xe điện của Việt Nam đã đạt được mức định giá khoảng 85 tỷ USD, cao hơn so với hãng Ford của Mỹ vào thời điểm đó. Theo VOA, trong một thông cáo về việc điều tra, hãng luật Robbins Geller nói, kể từ khi công bố hoàn thành sáp nhập doanh nghiệp, cổ phiếu phổ thông của VinFast đã được giao dịch ở mức cao tới 82,35 USD mỗi cổ phiếu. Tính đến thời điểm đóng cửa ngày 15 tháng 11, cổ phiếu phổ thông của VinFast được giao dịch ở mức 6,17 USD mỗi cổ phiếu, giảm hơn 92%. VOA cũng cho hay, Robbins Geller là một trong những tổ hợp luật hàng đầu thế giới với kinh nghiệm làm việc trong nhiều vụ gian lận chứng khoán, cho biết họ đã thành lập lực lượng đặc nhiệm SPAC chuyên trách để bảo vệ các nhà đầu tư trong các công ty sét trắng và tìm cách khắc phục những hành vi sai trái của công ty. Tổ hợp này trong năm 2022 đã thu hồi hơn 1,75 tỷ USD cho các nhà đầu tư. Hình ảnh phản hồi vẫn rất tự tin của VinGroup. VOA dẫn lời một đại diện của VinFast phản hồi thông tin về cuộc điều tra hôm 17 tháng 11 nói rằng việc kiện tụng là hết sức bình thường và VinFast luôn sẵn sàng đối diện. Theo đó, báo Kiến thức đầu tư dẫn lời bà Hồ Ngọc Lâm, trưởng ban pháp chế tập đoàn VinGroup, kiêm phó tổng giám đốc phụ trách pháp chế công ty VinFast tuyên bố, VinFast luôn hướng tới việc công bố thông tin minh bạch với các nhà đầu tư tại thị trường. Hiện tại VinFast đang hoạt động hoàn toàn bình thường tại Mỹ. Việc kiện tụng là hết sức bình thường, thường xuyên ở Mỹ, nên chúng tôi luôn sẵn sàng đối diện với việc này ngay từ khi quyết định triển khai các hoạt động kinh doanh tại thị trường Mỹ. Lúc này VinFast vẫn tiếp tục thể hiện phép thắng lợi tinh thần của mình. Tuy nhiên, luật pháp Mỹ không giống Việt Nam. Tuy kiện tụng ở Mỹ là điều bình thường, nhưng VinFast sẽ không thể sử dụng các mối quan hệ hoặc phong bì, phong bao để lấp liếm được. Và một khi thua kiện thì hậu quả khó lường, có thể sẽ là một dấu chấm hết cho không chỉ VinFast mà là cả VinGroup và ông Phạm Nhật Vượng. Bên cạnh đó, VOA cho biết thêm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã bị giảm mạnh trong ngày 17 tháng 11 với áp lực bán tăng mạnh vào phiên chiều, trước thông tin liên quan đến cổ phiếu VinFast đang niêm yết ở Mỹ. VOA dẫn tin từ báo Người Lao Động cho biết, kết phiên cuối tuần, chỉ số VN Index đóng cửa tại 1.101 điểm, giảm mạnh 24 điểm so với thanh khoản tăng mạnh. Áp lực bán đến từ nhóm cổ phiếu họ VinGroup gồm VIC, VHM, VRE khiến giá giảm mạnh từ 4,4% đến 6,4%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin VinGroup vẫn sử dụng phép thắng lợi tinh thần trước thông tin bị khởi kiện tại Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm D.